Thưa quý vị, hơn 70% người cao tuổi ở nước ta không có tích lũy hay thu nhập khi về già vì họ sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh hoặc những giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, sự tan rã nhanh của mô hình gia đình đa thế hệ và thay vào đó là gia đình hạt nhân cũng đang kéo theo nhiều vấn đề bất cập trong công tác chăm sóc người cao tuổi. Để người cao tuổi không cô đơn khi không sống cùng con cháu, không thiếu thốn hoặc trong cái mô hình chăm sóc sức khỏe, mô hình trung tâm dưỡng lão cũng đã ra đời. Tuy nhiên thì đây lại là một mô hình dành cho một thiểu số người cao tuổi có điều kiện về kinh tế hoặc con cháu của họ có thu nhập cao. Tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội đang có một mô hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng vừa hiệu quả vừa không mất nhiều chi phí. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng về thăm mô hình này. Lời ca tiếng hát của một cụ bà gần 80 tuổi. Gần 2 năm nay, nhờ tham gia câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thị trấn Phùng mà sức khỏe của cụ tốt lên trông thấy. Tinh thần lúc nào cũng vui tươi phấn chấn khi cụ được góp lời ca tiếng hát là năng khiếu sở trường, cũng là sở thích từ tấm bé. Tôi chỉ thích vui. Bí quyết giúp tôi khỏe là vì là từ ngày mà thành lập câu lạc bộ liên thế hệ đến bây giờ á, thì hôm nào đi họp cũng vui, là vui quá là vui. Vào đội dưỡng sinh vừa vui vừa khỏe vừa trẻ. Thế cho nên là rất là khoan khoái khi tập. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thành lập gần 2 năm nay là nơi sinh hoạt của hàng trăm người cao tuổi trong khu vực. Thành viên câu lạc bộ ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ 60 tuổi cho đến ngoài 100 tuổi. Khác với mô hình câu lạc bộ người cao tuổi có nhiều ở các địa phương, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở đây có nhiều hoạt động thiết thực, là chỗ dựa thực sự cho người cao tuổi. Không chỉ cùng nhau tập dưỡng sinh, hoạt động thể thao, văn nghệ, các thành viên còn được vay vốn sản xuất chi tiêu. Và điểm đặc biệt nhất là người cao tuổi có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau. Người khỏe chăm sóc người yếu, người neo đơn được các thành viên còn lại quan tâm thăm hỏi. Chúng tôi có phân công đến để thăm hỏi, rồi thì dọn dẹp nhà cửa, và có những cụ chỉ cần yêu cầu đến chia sẻ thôi, tình cảm, chuyện trò. Có những cụ thì đến là để lau chùi, đỡ tắm rửa, đỡ cụ. Có những cụ thì có người là phải sáng ngày ra phân công là mua thức ăn sáng cho cụ. Cụ bà ngoài 100 tuổi là thành viên cao tuổi nhất của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Thời gian gần đây sức khỏe suy yếu phải nằm một chỗ. Gia đình cũng có con cháu, nhưng người thì nhiễm chất độc màu da cam, người thì sức khỏe yếu. Hàng ngày, các thành viên trong câu lạc bộ thay nhau đến chăm sóc, tắm rửa, giặt giũ cho cụ. Với những gia đình neo đơn, các thành viên câu lạc bộ thường xuyên đến thăm hỏi, phụ giúp quét dọn nhà cửa, thậm chí là nấu cơm giặt giũ. Chúng tôi cũng mong muốn là lúc già thì có người lại chăm sóc mình, có thế thôi. Đứng trước những bất cập trong chăm sóc người cao tuổi khi dân số bước vào giai đoạn già hóa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã xây dựng mô hình điểm chăm sóc người cao tuổi trong cộng đồng. Theo đó, người cao tuổi sẽ chăm sóc lẫn nhau ngay tại địa phương mà không mất chi phí đến trung tâm dưỡng lão. Phấn đấu đến năm 2025 thì đạt tối thiểu trên toàn thành phố phải đạt đến 30% tổng số xã phường phải triển khai được cái mô hình như đang triển khai trong giai đoạn hiện tại. Có thể thấy mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang tỏ ra khá hiệu quả và tiết kiệm trong chăm sóc người cao tuổi. Mô hình cũng sẽ được nhân rộng ở các địa phương, nhất là khu vực nông thôn. Tuy nhiên, đó chỉ đang là những hoạt động dựa vào sự tự nguyện của các thành viên. Mà đã là tự nguyện thì nơi thành, nơi bại.
để người cao tuổi không là bóng cả cô đơn trong xã hội hiện đại. Hiển nhiên, phải có một hệ thống chính sách đồng bộ từ chăm sóc y tế, an sinh xã hội. Ai rồi cũng sẽ già đi, cũng cần dưỡng lão. Những người hoạch định chính sách cũng vậy.